Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé. Bộ phim Cầm Tâm Tự Ngọc do Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vật đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên WeTV và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngoài đời thực, Trung Hán Lương đã 47 tuổi, anh hơn bạn diễn Đàm Tùng Vật tới 16 tuổi. Đáng tuổi cha chú là thế, nhưng khi xuất hiện trên màn ảnh, phản ứng học mà Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vật mang tới lại khá tốt. Những màn ôm ấp, vuốt ve hay hôn môi của cặp đôi lệch tuổi này thường xuyên gây bão mạng xã hội và khiến khán giả đứng ngồi không yên. Đáp lại sự chờ mong từ người hâm mộ, ekip sản xuất Cầm Tâm Tự Ngọc đã tung ra đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương bật cười liên tục lúc quay cảnh thân mật. Nhưng nhìn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn thấy hai người rất đẹp đôi. Trung Hán Lương liên tục choàng tay ôm eo Đàm Tùng Vận, còn nữ diễn viên 9X thì e ấp nép bên người đồng nghiệp. Vì quá buồn cười nên Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương phải quay lại một số cảnh ôm ấp. Đặc biệt hơn, Trung Hán Lương lộ rõ gương mặt căng bóng mịn màng bất chấp lứa tuổi U50 hiện tại. Ông chú này được netizen nhận xét là trẻ trung bất chấp thời gian. Khi đứng cạnh những đàn em lứa tuổi U30, Trung Hán Lương vẫn không hề kém cạnh. Thậm chí anh còn nhiều phần gây ấn tượng hơn bởi sự rắn giỏi, khỏe mạnh của mình. Trong Cầm Tâm Tự Ngọc, Đàm Tùng Vận đóng vai La Thập Nhất Nương, thứ nữ nhà họ La vốn chịu nhiều uất ức, tổn thương trong quá khứ. Vì muốn điều tra vụ án mẹ ruột bị sát hại, Thập Nhất Nương đồng ý gả cho Tư Lệnh Nghi, Trung Hán Lương. Sau khi bước vào Vĩnh Bình Hầu Phủ, Thập Nhất Nương liên tục đối mặt với những rắc rối do các cô vợ khác của Tư Lệnh Nghi gây ra. Bằng sự thông minh, điềm tĩnh, Thập Nhất Nương đã phá bỏ vòng vây rồi trở thành chủ mẫu được nhiều người kính trọng. Cùng thời điểm này, giữa Thập Nhất Nương và Tư Lệnh Nghi cũng nảy sinh tình cảm. Thập Nhất Nương khiến Tư Lệnh Nghi yêu nàng say đắm và sẵn sàng làm mọi điều để khiến vợ đẹp vui lòng. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, hiện tại Cầm Tâm Tự Ngọc đã đạt hơn 2 tỷ view, đồng thời con số 3 tỷ view đang tới rất gần với đoàn phim. Trong khi chờ đợi Cầm Tâm Tự Ngọc phát các tập tiếp theo, khán giả bắt đầu lùng sục đào bới những dự án trước đó mà Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương từng tham gia. Trong đó đáng chú ý có việc khán giả truyền tay nhau những bức ảnh Đàm Tùng Vận đóng phim Dân Quốc với tạo hình khá xinh đẹp và quyến rũ. Nữ diễn viên mặc sườn xám tối màu, trang điểm ngọt ngào và gợi cảm. Cô còn tự mình thực hiện những cảnh quay châm lửa hay hút thuốc khá chuyên nghiệp. Đỉnh điểm của sự lột xác là Đàm Tùng Vận cầm súng chĩa về hướng một người đàn ông, mặc dù trước đó cô còn lả lời mời gọi. Xem qua trích đoạn này, khán giả bình luận rằng Đàm Tùng Vận thực sự diễn tốt. Cô không chỉ đóng được các vai dạng chính trực hiền lành mà đến cả vai sắc sảo cá tính cũng làm được trọn vẹn. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, cô mới nổi lên từ sau bộ phim Cẩm Y Chỉ Hạ. Trong cuộc chiến Nữ Thần Kim Ưng 2020, Đàm Tùng Vận chỉ xếp sau Tống Thiến ở bảng xếp hạng bình chọn. Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận có nhiều phim ăn khách, gây tiếng vang trong năm qua. Tuy nhiên, về mặt sắc vóc thì cô vẫn còn thua kém Tống Thiến. Chúng mình là Hóng Phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!